Thấy không? Rồi, đóng vào khay 2 là R đúng không? Rồi. Rồi khay R, khay 3. Khay 3 ngang luôn. Rồi bắt đầu phô. In 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 phô được. In đúng không? In không học phô đi, lát đi phô thử coi. Mở này xem. Hai mặt à? Đó, hết giấy khai một. Hết giấy khai một này, nó báo này. Báo cái mũi tên này. Tự động kéo khai 3. Tự động lấy khai 3, khai dưới chứ không có lấy khai dọc nha. Đó. Ừ. Này nó báo hết khai này đó. Giấy mũi tên giấy này. Rồi A3. Rồi lấy giấy đều dọc hết, A4 dọc hết. A4 ngang, nhầm, sorry. Này A4 dọc ở dưới này còn nguyên, không có lấy. Rồi này. Một tờ khay 1 này. Giấy ngang này. Khay 2 có giấy dọc này. Trên máy hiển thị này. Rồi nhận hết có khay nha. Khay A4 ngang này. A4 dọc này. Và khay 3 là A4 ngang này. Rồi phô này. Chọn để auto hết nha, ba bản này. Đó, khay một phát hết giấy liền, một tờ hết giấy liền này. Bắt đầu nó bốc khay 3 này. Giấy ngang là khay 3 nhá, đó, nó đâu bốc giấy dọc đâu. Nó tự động lấy khay 3 này, này khay 3 nó báo này, nó báo mũi tên lên khay 3 này đó. Nếu mà để giấy ngang này A4 ở trên này giấy ngang này, dưới này mà lấy giấy dọc nó tự động nó xoay luôn. À, hết giấy ngang rồi. Hết giấy ngang rồi. Tự động nó lấy xoay mà giấy dọc này nó xoay đúng chiều luôn đó, nó xoay đúng chiều luôn nha.